Xin trân trọng kính chào thầy Sĩ, thầy Đoàn, thầy Sơn và thầy Thành. Chào tất cả các bạn. Tôi là bác sĩ Đức. Lúc xưa thì tôi làm bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tôi đã về hưu rồi. Thì tôi làm ở phòng khám Phổi Việt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng để đóng góp với các bạn, tôi chia sẻ một trường hợp bệnh mà tôi chăm sóc tại phòng khám. Thế thì đứng sang nhỉ? Ông này á là một ông rất là giàu. Người ngày xưa có, theo tôi biết đó là ngang với chủ hãng Tôn Đông Á. Có cổ phần xây rất nhiều nhà thương. Ông đến Phổi Việt ông khám từ năm 2012. Mà cái điều mà làm cho ông, người bệnh bức xúc và cả bác sĩ cũng bức xúc theo, đó là cứ ban đêm là trở nên một cái nỗi ám ảnh. Ngứa cổ, ngứa mắt, ho. Bệnh nhân cứ 2 giờ sáng sau khi hết tất cả các loại khí dung là đi ra, đi sòng sọc ngoài đường đó, để tránh cái tình trạng khò khè và ho khó thở như vậy. Tôi nhớ có một năm đó ông đến nói tôi: bác Đức, bây giờ ông chữa tôi hết ho này, cho mấy chục triệu xài chơi. Tôi chịu, không biết làm sao được. Bao nhiêu món võ mà tích lũy được dở ra hết. Tức là ai xét la ba, hết cặp này đổi cặp khác, thêm gì nhỉ, thêm lama, rồi khám kỹ về tai mũi họng để xem coi là mình có nhầm lẫn gì, ho này là của hen suyễn hay là của tai mũi họng. Tất cả mọi thứ, việc chẩn đoán là khẳng định chứng minh bằng hô hấp ký theo đúng định nghĩa của Gina, tất cả là có triệu chứng ho khò khè, nặng khó thở, thay đổi thời gian và cường độ đi kèm với tình trạng hạn chế luồng khí thở ra, thay đổi được. Việc chẩn đoán hen không có gì thay đổi hết, chị cũng biết làm sao. Thế rồi tôi mới sực nhớ ra một chuyện là tại sao cái ông này lại không điều trị bằng thuốc sinh học, tất cả các thứ đều đã làm hết rồi. Thế thì tôi có cho ông này đi làm xét nghiệm để xem coi nó có phù hợp không. Tôi thấy ông này có rất nhiều yếu tố về dị ứng, hắt hơi, chảy mũi, ngứa mắt, ngứa mũi. Về thay hết tất cả ra giường, ông bảo bác Đức đi xuống nhà tôi coi, bây giờ tôi nằm trong cái phòng trống rốt rồi. Là bởi vì tôi làm theo lời bác, tôi không để cái gì trong nhà tôi nữa cả. Nhưng mà cứ đến tối là như thế. Thì tôi cho ông này đi thử. Thì có ngày 28 tháng 8, thì eosinophil này là 604, rất là cao. EGR, cái này là Total hay nhé, là 366 đơn vị. Và sau khi tôi nói chuyện với ông này, tôi quyết định thử cho ông này là Sule. Vì ông này có cái cân nặng đó, cho nên ông này là được dùng với cái liều là 600mg chích dưới da, chích hai bên cơ delta, mỗi bên là 300. Bây giờ coi cái câu chuyện nó ra sao. Thế thì sau khi chích, bây giờ cái này là cái trước khi chích nha, là mình thấy có ghi nhận một cái là cái FENO của ông này rất là cao, lên tới 120 ppb. Đây là một cái thông tin mà chút xíu mình sẽ quay trở lại mình đề cập. Đây là ppb, cái FENO này rất là cao. Sau khi tiêm là ngày 31 tháng 8 thì 600mg omalizumab. Tôi sốt ruột quá, ngay ngày hôm sau hay là tôi gọi điện thoại tôi hỏi ông này. Thế thì ông nói chờ rồi bác Đức ơi, chưa bao giờ, đêm qua tôi ngủ khỏe ra. Tức là tất cả những chuyện là ngứa da đầu, ngứa mắt, nó bỗng nhiên nó biến đâu mất hết. Tôi đọc trong sách bộ ông này xong, nói sao lạ, vì ít ra cũng phải cả tháng sau hoặc là vài tháng sau mình mới quan sát thấy cái kết quả đó. Nhưng mà ông này ông nói có kết quả rất là nhanh, tôi mới lấy làm lạ để theo dõi tiếp ra sao. Thì mình thấy rằng là đúng là nó có hiệu quả thiệt. Kể từ cái hôm đó đó, thôi đêm ông ngủ được đó. Ông không còn cái chuyện là nửa đêm 2 giờ sáng phải dậy đi sòng sọc ở ngoài đường nữa. Rồi bây giờ không còn phải uống corticoid, vì lúc trước ông đang phải uống corticoid mỗi ngày. Ngoài cái việc là ai xét la ba, rồi lama, tất cả mọi thứ, thuốc tai mũi họng, máy để là làm cả ngưng thở giấc ngủ, tất cả mọi món võ là đã được dở cho ông này hết, nhưng mà vẫn chịu thua, là vì tối nào cũng bị như thế. Thế thì sau khi ông dùng cái đó, ok, ông chỉ còn lại phải dùng là những cái thuốc mình đang dùng cho ông điều trị hen suyễn thông thường thôi. Nhưng cái chuyện quan trọng là ông bỏ, ông không phải uống corticoid nữa, và tối không còn tình trạng là ho, sặc sụa và ngứa. Qua tháng sau thì tôi tiếp tục lần thứ hai cho ông là ngày 8 tháng 10, tôi lại tiếp tục làm 600mg omalizumab lần thứ hai.
Nhưng mà tiếc thay là lúc mà quyết định chích cái này thì ông này cũng nghèo đi rồi. Sau lần thứ hai ông trốn, tôi không dám tới nữa. Nhưng mà cái chuyện đó là để mình đi tới cái slide phía đằng sau. Mình thấy rằng là sau khi ông chích như vậy thì đúng là FENO sau đó nó xuống từ 120 xuống còn 35 ppb thôi. Và mình thấy là lần đầu tiên suốt từ năm 2012, chức năng phổi ông quay trở lại mức bình thường với FEV1 đạt được tới 2 lít hâm 2, tức là 76%. Điều mà trước đây chưa bao giờ có được suốt từ năm 2012. Thế thì nhờ cái chuyện là ông chích omalizumab, tôi đo lại tôi thấy nó có cải thiện về lâm sàng, về chức năng phổi và FENO như các bạn thấy ở chỗ này. Bây giờ hàng ngày, thế thì đối với tôi là tư cách một người bác sĩ đi làm việc thôi, cái câu hỏi đặt ra đối với tôi là mỗi trường hợp cái người nào mà tôi chẩn đoán bị hen chữa không hết, câu đầu tiên tôi hỏi là cái này có phải là hen nặng không. Thôi cái phần đó tôi nghĩ là thầy sĩ, thầy thằng và các thầy đã nói rồi, mình bỏ qua, mình không làm nữa. Và cái chuyện thứ hai quan trọng hơn, tôi nghĩ chẳng những đối với tôi, với các bạn nữa, hen nặng nhưng bây giờ nó là ăn đủ tiếp nào. Và sau khi trả lời ăn đủ tiếp nào rồi, lẽ nhiên trong phạm vi của mình nha, mình không nói chuyện mình đang ở bên Pháp, bên Mỹ gì cả, chuyện tôi đặt ra đối với tôi thì sau hơn, nếu nếu như có được câu trả lời ăn đôi tiếp nào, thế thì bây giờ tôi chọn lựa trong phạm vi khả năng của mình thuốc nào là thuốc để có thể sử dụng cho bệnh nhân được. Như vậy là chúng ta phải có ba bước đó. Bước đầu tiên thôi, thầy sĩ và thầy thằng đã trả lời cho các bạn rồi, tôi xin miễn đề cập. Bây giờ chuyện thứ hai là cái bước thứ hai quan trọng hơn đối với cá nhân tôi, đó là ăn đôi tiếp nào ở người mắc bệnh hen này, cụ thể các ông lúc này. Tôi đã trải qua nhiều ngày rất là nhức đầu về cái chuyện là cứ nói TH1, TH2, ăn đô tiếp, phenô tiếp. Rất nhiều thứ làm cho tôi vô cùng nhức đầu. Thế thì cái này là cái mà đối với tôi thôi, thì chia sẻ với các bạn để cho mình đỡ nhức đầu. Mình thử coi coi là người ta nói TH1, TH2, viêm tiếp 1, viêm tiếp 2 là cái gì vậy? Thế thì viêm tiếp 1 hay viêm tiếp 2 là một cái mô hình về đáp ứng miễn dịch qua trung gian của một cái nhóm dân số tế bào CD4, đó là TH1 và TH2. Nó cho ra hai kiểu đáp ứng miễn dịch khác nhau. Với cái đáp ứng miễn dịch tiếp 1 thì là tế bào TH1 nó làm. Cái đó thì nó tiết ra interleukin số 2, nó tiết ra INF gamma, tức là interferon gamma, nó tiết ra lymphotoxin alpha vân vân. Thì cái đặc trưng của nó dẫn đến cái việc là thực bào. Cái đặc biệt của miễn dịch tiếp 1 là hoạt động về thực bào. Ngược lại cái tế bào TH2 thì nó sẽ tiết ra interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13. Và nó hoạt động qua một lô các tế bào khác. Cái phản ứng miễn dịch đáp ứng tiếp tiếp 2 này đó, nó được khởi động bằng cái việc là mình nhiễm các ký sinh trùng đường ruột. Nó có liên quan mật thiết với cái đặc trưng của trong đáp ứng miễn dịch tiếp 2 do tế bào TH2 nó đảm nhận, đó là nó sẽ có sự hiện diện của kháng thể và eosinophil. Nó khởi động cái phản ứng kiểu đó do mình nhiễm ký sinh trùng trong đường ruột, và mình hay gặp nó ở trong những bệnh về cơ địa, thí dụ như là dị ứng hay là hen suyễn. Những tế bào mà tham gia ở trong cái phản ứng dịch tiếp 2 nhiều lắm. Mình thấy rằng là eosinophil, có mast cell, có basophil, có cái này nó kêu là innate lymphoid cell mà tiếp 2. Rồi mình có tế bào T, tức là tế bào TTH, đấy mình đang nói TH2 mà. Rồi có tế bào lympho B. Cái cytokine đặc biệt của nó là interleukin 5, interleukin 4, interleukin 13. Thì interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13 là do cái nào tiết ra? Phần chính là do cái tế bào mà innate lymphoid cell tiếp thứ hai và tế bào lympho T TH2 tiết ra. Cái nào tiết nhiều thôi mình không quan trọng, nhưng người ta biết cái chuyện mình cần nhớ, đó là nếu như mình có một cái kích thích ở đầu dòng là khi mà tế bào biểu mô của phế quản nó bị kích động, nó tiết ra cái những cái chất, thí dụ interleukin 25, interleukin 33, hay là cái chữ này nó viết tắt là TSNP, tức là thymic stromal. Thì những cái chất đó đó nó sẽ đưa đến cái hậu quả là gì? Cái kết cục nó là những cái cytokine của cái miễn dịch tiếp 2 này là interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13, nó sẽ tiết ra rất là nhiều.
Và khi nó tiết ra nhiều vậy á, thì nó đưa đến cái gì? Chuyện thứ nhất, nó sẽ đưa tới sự gia tăng hoạt động của kháng thể, tạo sản xuất ra kháng thể. Cái thứ hai, nó sẽ tác động lên trên tế bào biểu mô của phế quản, nó kích hoạt cái tế bào biểu mô đó. Thứ ba là nó sẽ động viên các tế bào viêm, ở trong đó mình có eosinophil, mình có mast cell, mình có basophil, những cái tế bào này tới đây để nó tạo nên cái hiện tượng viêm. Và cuối cùng là gì? Chính những cái interleukin đó nó sẽ tạo nên những cái thay đổi mà mình gọi là tái tổ chức ở dưới niêm mạc phế quản. Như vậy mình thấy rằng cái hệ thống cytokine là interleukin 4, 5, 13, chính nó đã sửa soạn hết tất cả mọi cái thứ cần thiết để cho hiện tượng viêm và những cái điều kiện để cho đợt kịch phát nếu người đó là người bị bệnh hen. Như vậy thì mình muốn coi cái là bệnh nhân của mình là có phải nằm trong cái nhóm alo-tiếp này hay không. Mình thì mình đi tìm cái gì? Mình đi tìm coi có dấu vết gì của interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13 hay không. Nhưng mà làm sao trên lâm sàng mình đi tìm được cái đó? Cái đó trong các label lớn người ta gọi là đi tìm đánh giá cái mức độ biểu hiện gen. Người ta đi người ta đo cái RNA của những cái cytokine này, hoặc là mình định lượng ngay chính nó, hoặc là nếu không thì người ta đi tìm cái chữ ký của nó, signature của nó, signature của nó. Khi có nó thì sẽ thấy cái khác. Thì có lẽ là tôi mới nghĩ là có lẽ cái chỗ mình có thể đi tìm hiểu đó là coi chữ ký là cái gì. Và người ta thấy rằng là cái nhóm mà TH sai đó, viêm kiểu TH sai đó đó, nó không phải là bên này là người này là bệnh hen nhưng mà có TH sai, người khác là không có. Không phải. Cái sự bộc lộ TH sai này nó là đi theo một cái biến số liên tục. Tức là ngay cả người bình thường cũng có thể có một số người nào đó có TH sai, mà ngược lại những người có hen có thể không có TH sai. Người ta thấy là chỉ khi nào mà cái TH sai đó nó vượt qua một cái ngưỡng nhất định nào đó, thì lúc đó cái người bệnh nhân hen đó nó sẽ có cái đặc điểm lâm sàng, đặc điểm về giải phẫu bệnh và đáp ứng lâm sàng nó đặc biệt hơn những người khác. Thì lúc đó nó tạo nên một cái quần thể, một cái allotype, đó là TH2 cao. Nói thí dụ ở đây, mình thấy rằng là ở cái người bệnh hen mà có TH2 cao thì nó sẽ có những cái marker về dị ứng, về tình trạng viêm ở phế quản mà tăng tế bào ấy toan, hoặc là sự hiện tượng tái tổ chức của niêm mạc phế quản nó tăng hơn so với những cái người hen mà không có tăng, không có cái cơ chế TH sai, nó nằm bí ẩn ở bên dưới. Như vậy thì mình thấy là kết cục lại là chúng ta sẽ phải đi coi là cái nhóm bệnh nhân này mình có TH sai không. Mà câu hỏi quan trọng đó là nhất là như vậy, thì mình làm sao trả lời bây giờ? Như lúc đó tôi nói là để trả lời nó bây giờ, nếu mình không thấy nó thì mình đi kiếm chữ ký của nó, đành như thế thôi. Nếu như người bệnh nhân là hen nào, hen nặng nào nha, mình chỉ chú ý người bệnh hen nặng nào thôi. Bây giờ mình đi coi coi là nó có cái signature của TH2 ở đó hay không. Nếu có thì mình nói cái này có khả năng allotype của nó là allotype thuộc nhóm TH2 cao. Thôi thầy sĩ lỡ rồi. Rồi xong cái này là xong rồi. Rồi như vậy thì bây giờ làm cách nào để mình biết được TH2 cao? Bây giờ mình đi kiếm TH2 cao nó sẽ làm cho viêm tăng eosinophil. Mình sẽ có những cái biomarker của nó. Biomarker nào? Đây là signature của nó. Đó là tăng eosinophil trong máu, đó là tăng eosinophil trong huyết thanh, đó là perisin trong huyết thanh, đó là tăng FeNO. Thì người ta chia cái thành phần mà tế bào nếu mình lấy trong đàm nó phản ánh tình trạng viêm ở trong phế quản. Nếu mà tế bào ấy toàn trên 3% mình nói là viêm tăng tế bào ấy toàn. Nếu trên 61% là tế bào đa nhân mình nói viêm này là viêm tăng tế bào đa nhân ung tính. Nếu mà trên 3% eosinophil và trên 61% granulocyte mình nói đó là mixed. Còn nếu mà dưới hai con số đó thì mình nói là poor. Thì cái mình quan tâm tới là cái này, bởi vì cái này chính là hình ảnh của TH2. Bởi vì mình không có, mình đi kiếm chữ ký của nó thì mình thấy là giữa FeNO và tình trạng viêm tăng eosinophil là có mối liên quan với nhau. Như vậy tôi không thấy được cái này. Muốn thấy được cái tế bào eosinophil kia thì tôi phải làm sinh thiết, tôi làm chạy phế quản hoặc tôi làm đàm kích thích, tôi phải có kỹ thuật riêng tôi mới đọc được. Bây giờ tôi không có đó, cho nên tôi đi tìm cái FeNO chính là phản ánh hình ảnh của tình trạng viêm phế quản tăng eosinophil. Như vậy cuối cùng mình có làm nhóm viêm T2 cao, viêm T2 thấp, thì mình có cái allotype là hen tăng bạch cầu ấy toan, hen tăng bạch cầu đa nhân ung tính và hen bạch cầu thưa thớt. Riêng cái ông bệnh của mình á, bây giờ lựa chọn thuốc nào? Tại vì trong Gina hướng dẫn là mình đi chỉ hướng dẫn cái tiếp 2 thôi. Bây giờ mình tập trung vào trong cái tiếp 2 này.
Nếu mà người mình thấy là người bệnh đó là hen nặng mà có những phần về dị ứng giống như bệnh nhân của mình, ngứa mắt, ngứa mũi, làm prick test tăng, hoặc là mình thử isotretinoin bị tăng hoặc isotretinoin cao lên nữa, thì mình nói cái người này là hen nặng mà có yếu tố dị ứng, cái đó là mình khuyến cáo được dùng isotretinoin, thì tôi thấy có vẻ là nó phù hợp với người bệnh của mình. Thì tôi đã dùng cho cái ông bệnh đó là như vậy đó. Ông này là isotretinoin 366, isotretinoin là 640. Ngoài cái đó ra, bởi vì cái đặc biệt là cái việc chỉ định nó như ông bệnh của mình là 80 kg và cái isotretinoin là 366, cho nên nó lọt vào cái tầm là 600 mg chích, là vì như vậy. Thì mình biết là cái isotretinoin nó sẽ tạo nên cái phản ứng chậm và phản ứng nhanh và phản ứng chậm. Nó khi mà mình dùng cái omalizumab thì nó sẽ gắn lên cái isotretinoin đó. Isotretinoin không còn có thể gắn lên trên mast cell được nữa. Không còn gắn lên mast cell cho nên là không thể có phản ứng kháng nguyên kháng thể xảy ra. Ngoài cái đó ra thì mình có cái interleukin 5. Interleukin 5 thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sự biệt hóa, trưởng thành, hoạt động và trường tồn của mast cell, của eosinophil, của basophil. Cho nên người ta tác kích vào interleukin 5 cũng là có cơ sở đó. Nhưng mà trường hợp nào mình sẽ dùng interleukin 5? Đó khi nào mà mình thấy là nó có nhiều cái eosin ở trong đàm, nhiều eosin trong máu và người này nhiều bị đợt kịch phát. Và cái này thì tôi chưa bao giờ dùng cho nên tôi không có kinh nghiệm. Ngoài cái đó thì mình có interleukin 13. Đó là những cái mà đang có làm ở tại Việt Nam. Như vậy thì tóm lại cho tới bây giờ đó, mình có hai nhóm là T2 cao và T2 thấp. Mà trong nhóm T2 cao tức là nhóm viêm phế quản tăng bạch cầu ái toan, đây là cái nhóm mình có thể sử dụng được, bắt đầu mình tiếp cận vào được. Thì đây là hen nặng, tuy nó chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng mà lại là vấn đề lớn trong chẩn đoán và điều trị. Khả năng tiếp cận thuốc chính là rào cản lớn. Và có một lựa chọn điều trị mới là anti-ISR hoặc là anti-interleukin 5, nay đã có thể sử dụng được cho một số trường hợp nhất định nào đó. Và xin cảm ơn tất cả các bạn.